mặt khách cáo tại tổ bài não đây thì cũng cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc đoàn có nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Dạ dạ. Dạ thưa cô, con bác sĩ, con muốn làm một sáng. Dạ. Dạ thưa cô, con là giáo viên. Dạ. Con muốn làm công an. Muốn làm bác sĩ. Dạ. Giấc mơ của mình thì các em cần cái sự quan tâm, chia sẻ và hành động của các bạn.